qua thật nhanh và chúng ta đang gặp nhau tại góc sân cỏ trên kênh YouTube Báo Nghệ An, nơi cập nhật những dòng chảy đáng chú ý của thể thao trong nước cũng như quốc tế. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Trước giờ ba cầu thủ ở V-League. Sông Lam Nghệ An giữ chân thành công trung vệ Văn Khánh. Công Phượng tái xuất V-League 2020. Juventus văng khỏi top 4 khi vắng Ronaldo. Bartomeu từ chức chủ tịch Barcelona. Van de Beek có sai lầm khi chuyển tới MU. Ban kỷ luật của VFF đã ra án phạt dành cho ba cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn, Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Hải Phòng sau những tình huống ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020. Cụ thể, VFF quyết định cấm thi đấu 2 trận đối với hậu vệ Nguyễn Thành Thụ của câu lạc bộ Sài Gòn vì hành vi ném bóng thẳng vào mặt đối thủ ở trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà Pleiku hôm 25 tháng 10. Cũng ở trận đấu này, thủ môn Bửu Ngọc của Hoàng Gia Lai đã lao tới để trọng tài chính vì cho rằng mình bị thổi phạt penalty. Với lỗi này, Bửu Ngọc đã nhận án treo giỏ 2 trận và phạt 5 triệu đồng. Ngoài ra, hậu vệ Văn Hạnh của câu lạc bộ Hải Phòng cũng bị xử phạt do đã phản ứng gay gắt với trọng tài và tát thẳng mặt cầu thủ câu lạc bộ Nam Định khi bị truất quyền thi đấu. Hành vi này khiến anh bị cấm thi đấu 2 trận cùng với số tiền phạt 15 triệu đồng. Ban kỷ luật VFF cũng phạt ban tổ chức trận Nam Định Hải Phòng 20 triệu đồng vì để cổ động viên có hành vi ném đồ vật xuống sân và tràn xuống khu vực kỹ thuật của hai đội bóng. Sông Lam Nghệ An đã chính thức đạt được thỏa thuận một bản hợp đồng mới với trung vệ Hoàng Văn Khánh. Chia sẻ với truyền thông, giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An cho biết, đội bóng đã hoàn tất bản hợp đồng mới với trung vệ Hoàng Văn Khánh. Anh sẽ là cầu thủ đầu tiên ở lại đội bóng quê nhà bằng một bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chi tiết về số tiền lót tay không được tiết lộ, nhưng mức lương của Văn Khánh sẽ thuộc diện cao ở Sông Lam Nghệ An. Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An cũng đang tiếp tục đàm phán với các cầu thủ sắp hết hợp đồng còn lại như Hồ Tuấn Tài, Lê Văn Hùng. Tiền đạo Công Phượng đã có thể trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, điều đó làm dấy lên hy vọng anh có thể kịp ra sân ở những vòng cuối cùng. Chân sút chủ lực với 6 bàn thắng tại V-League được kỳ vọng sẽ đua tranh với các ngoại binh trong cuộc đua giành lấy vị trí tay săn bàn số 1 của giải. Công Phượng đã vắng mặt trong 5 trận đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có được đúng 1 điểm. Sự phụ thuộc quá lớn vào Công Phượng đã khiến Thành phố Hồ Chí Minh sa sút sau khi chân sút này phải nghỉ thi đấu vì gãy xương gót chân út bên phải. Nam Định phải đối mặt với tình thế nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng, muốn chắc chắn trụ hạng và không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Quảng Nam và Hải Phòng. Một tin không vui đến với Nam Định khi ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An tới đây, đội bóng Thành Nam sẽ không có được sự phục vụ của Đỗ Melo. Cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên bị treo giò ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An vào ngày 31 tháng 10. Đây được xem là tổn thất lớn đối với Nam Định vì dù lão tướng Đỗ Melo đã 35 tuổi nhưng anh đang là chân sút số 1 của câu lạc bộ với 6 bàn thắng. Thưa quý vị, được xử thắng trong trận gặp Napoli, Juventus vẫn giữ được một suất trong top 4, chỉ ít hơn 2 điểm so với đội đang đứng đầu bảng là AC Milan. Tuy nhiên khi Ronaldo phải ngồi ngoài vì dịch bệnh, Juventus đã sa sút ngay cả khi gặp với những đội bóng yếu hơn. Còn đối với Ronaldo, anh đã phải lỡ hẹn với Messi trong trận đấu rạng sáng mai 29 tháng 10. Ronaldo dương tính với Covid-19 khi tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha cách đây hơn 2 tuần. Kể từ khi thiếu Ronaldo, Juventus liên tục sa sút hoa cả 2 trận tại Serie A trước các đối thủ bị đánh giá thấp. Ngày mai ngày 29 tháng 10, Juventus đối đầu với Barcelona tại Champions League và gần như chắc chắn vắng Ronaldo. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn do Barcelona là đối thủ mạnh. Tố chất ngôi sao là sự khác biệt giữa Ronaldo với các đồng đội ở Juventus. Sức mạnh, tinh thần và động lực thi đấu của Ronaldo luôn giúp Juventus chiếm ưu thế. Đồng đội thừa nhận và cảm nhận rõ sự thiếu vắng của Ronaldo và toàn đội phải nỗ lực nhiều hơn, không được phép sai lầm khi gặp đối thủ mạnh. Thua trận 1-3 trước El Clasico cuối tuần trước khiến làn sóng phản đối chủ tịch Bartomeu của Barcelona cùng ban giám đốc hiện tại tăng cao. Trong phiên họp hội đồng quản trị Barcelona mới đây, Josep Bartomeu và hội đồng quản trị đã đệ đơn từ chức trước khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dành cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại vào ngày 1 và ngày 2 tháng 11 của chính quyền Catalonia. Mặc dù thể hiện lập trường cứng rắn khi nói rằng việc từ chức không nằm trong suy nghĩ, nhưng rốt cuộc ông Bartomeu đã đưa ra quyết định rời vị trí lãnh đạo Barcelona sau 6 năm đảm nhiệm. Khi Bartomeu rời ghế chủ tịch, một giám đốc trong ban lãnh đạo hiện tại sẽ giữ chức quyền chủ tịch và tiếp quản đội bóng. Người này có thời hạn đến 90 ngày để tổ chức bầu cử, tìm ra tân chủ tịch cho Barcelona. Cập bến Manchester United ở kỳ chuyển nhượng hè 2020 với nhiều hy vọng, nhưng cho tới thời điểm này, Van de Beek chưa có lần nào được đá chính tại đấu trường Premier League. Điều này khiến dư luận khó hiểu với cách dùng người của huấn luyện viên Ole. Các chuyên gia bóng đá cũng đã lên tiếng, trong đó có huyền thoại Marco van Basten. Van Basten thẳng thắn cho rằng Van de Beek lẽ ra không nên đến Manchester United bởi là một cầu thủ giỏi thì cần được ra sân thi đấu hàng tuần.
Van Basten thẳng thắn cho rằng Van de Beek lẽ ra không nên đến Manchester United, bởi là một cầu thủ giỏi thì cần được ra sân thi đấu hàng tuần. Trong khi đó, Van de Beek chỉ được chơi 6 hay 7 trận đấu trong năm nay, và điều đó sẽ làm mất cảm giác thi đấu của mọi cầu thủ. Có thể Van de Beek đang kiếm được những khoản thù lao lớn hơn trước đây rất nhiều, nhưng với một cầu thủ hàng đầu, điều quan trọng nhất khi ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào là phải nhìn thấy khả năng được ra sân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại góc sân cỏ số thứ 49 tuần này. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.